khai kinh kệ Phật pháp rồi sau đó nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó thiền cầu có nên nghe thấy cho anh trì tụng nguyện tỏ như lai nghiệm màu. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Số 665 kinh Kim Quang Minh Tổ Thắng Vương. Hán dịch đời Đại Đường. Tam Tạng Sa Môn Nghĩa Tịnh. Quyển 1 phẩm 1. Tựa: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật, Đức Bạt Già Phàm ở trên đỉnh núi Thú Phong, tạo thành vương xá, với pháp giới thầm tâm thanh tịnh, cảnh giới của các Đức Phật, nơi ở của Như Lai cùng với chúng đại tỳ kheo 98.000 người. Những vị ấy đều là A-la-hán, có khả năng điều phục như đại tượng vương, cái đầu đã trừ không còn phiền não, đặt tâm giải thoát và tự giải thoát, việc làm đã xong, xóa bỏ những gánh nặng, đạt được lợi mình, hết các hữu kết, được đại tự tại, trụ giới thanh tịnh, phương tiện khéo léo, trí tuệ trang nghiêm, chứng tâm giải thoát, đã đến bờ kia. Những vị ấy tên là tỳ kheo A Nhã Kiều Trần Như, tỳ kheo A Thuyết Thị Đa, tỳ kheo Bà Tháp Ba, tỳ kheo Maha Nama, tỳ kheo Bà Đế Lợi Ca, tỳ kheo Ca Diếp Ba, Ô Lô Tần La Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Tử, Đại Mục Kiền Liên, vân vân. Chỉ còn A Nan Đà trụ ở bậc hữu học. Những bậc đại thanh văn như vậy đều vào quá lúc quá trưa ra khỏi đỉnh đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiều quanh phải ba vòng, lui về ngồi một bên. Lại có các đại Bồ Tát gồm 500.000 vạn ức vị. Những vị ấy có uy đức lớn như Đại Long Vương, tiếng lành vang khắp nơi. Mọi người đều biết bố thí trì giới thanh tịnh, tu ưa phụng trì hành nhẫn nhục tinh tấn, trải qua vô lượng kiếp, vượt qua những tịnh lự chuyên niệm thiện tiền, mà mang cửa tuệ các tu phương tiện, tự tại vô ngại, thần thông vi diệu, đạt được môn tổng trì, biện tài vô ngại, đoạn trừ các phiền não, lụy nhiễm đều dứt, chẳng bao lâu sẽ thành nhất thiết trụng trí, hàng phục ma quân, đánh lên trốn pháp, chế ngự những ngoại đạo, khiến cho họ khởi tâm thanh tịnh, cho bánh xe diệu pháp hóa độ trời người, quả Phật mười phương đều trang nghiêm. Hữu tinh trong số đường đều được lợi lạc, thành tựu đại trí, đầy đủ đại nhẫn, trụ ở tâm đại từ bi, có lực lớn kiên cố, phụng sự các Đức Phật, chẳng nhập niết bàn, phát lòng thiện nguyện rộng lớn đến tận đời vị lai. Ở chỗ Phật giáo trồng các nhân thanh tịnh đối với pháp ba đời, ngộ nhẫn vô sinh, vượt qua cảnh giới hành hóa của hàng dị thừa, dùng đại thiện xảo hóa độ thế gian, đối với lời dạy của bậc đại sư đều có khả năng diễn bày pháp bí mật, tính không thầm thâm đều đã rõ biết, không còn nghi hoặc. Những Bồ Tát ấy tên là Bồ Tát Vô Chướng Ngại Chuyển Pháp Luân, Bồ Tát Thường Phát Tâm Chuyển Pháp Luân, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hư Tất, Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Tổng Trì Tự Tại Vương, Bồ Tát Đại Biện Trang Kim Vương, Bồ Tát Diệu Cao Sơn Vương, Bồ Tát Đại Hải Tâm Vương, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Đại Bảo Tràng, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Bảo Thủ Tự Tại, Bồ Tát Kim Cang Thủ, Bồ Tát Hoan Hỷ Lực, Bồ Tát Đại Pháp Lực, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm Quang, Bồ Tát Đại Kim Quang Trang Nghiêm, Bồ Tát Tịnh Giới, Bồ Tát Thường Định, Bồ Tát Cực Thanh Tịnh Tuệ, Bồ Tát Kiên Cố Thanh Tấn, Bồ Tát Tâm Như Hư Không, Bồ Tát Bất Đoạn Đại Đại Nguyện, Bồ Tát Thí Dược, Bồ Tát Liệu Chứa Phiền Não Bệnh, Bồ Tát Y Vương, Bồ Tát Hoan Hỷ Ca Vương, Bồ Tát Đắc Thượng Thọ Ký, Bồ Tát Đại Vân Tịnh Quang, Bồ Tát Đại Vân Trì Pháp, Bồ Tát Đại Vân Danh Sân Hỷ Lạc, Bồ Tát Đại Vân Hiện Vô Biên Sân, Bồ Tát Đại Vân Sư Tử Hống, Bồ Tát Đại Vân Ngưu Vương Hống, Bồ Tát Đại Vân Cát Tường, Bồ Tát Đại Vân Bảo Đức, Bồ Tát Đại Vân Nhật Tạng, Bồ Tát Đại Vân Nguyệt Tạng, Bồ Tát Đại Vân Tinh Quang, Bồ Tát Đại Vân Hỏa Quang, Bồ Tát Đại Vân Điển Quang, Bồ Tát Đại Vân Lưu Âm, Bồ Tát Đại Vân Tuệ Vũ Sông Biến, Bồ Tát Đại Vân Thanh Tịnh Vũ Vương, Bồ Tát Đại Vân Hoa Thọ Vương, Bồ Tát Đại Vân Thanh Liên Hoa Hương, Bồ Tát Đại Vân Bảo Chiên Đàn Hương Thanh Lương Thân, Bồ Tát Đại Vân Trừ Ám, Bồ Tát Đại Vân Phá Ế, vô lượng các đại Bồ Tát như vậy. Khi quá trưa, đều ra khỏi định đi đến chỗ Đức Phật, để lễ dưới chân Đức Phật đi một nhiễu về bên phải ba vòng, luôn ngồi một bên, là có 5 ức 8.000 đồng tử Lị Sa Tỳ, đồng tử Sư Tử Quang, đồng tử Sư Tử Tuệ, đồng tử Pháp Thọ, đồng tử Nhân Đà La Thọ, đồng tử Đại Quang, đồng tử Đại Mãnh, đồng tử Phật hộ, đồng tử Pháp hộ, đồng tử Tăng hộ, đồng tử Kim Cang hộ, đồng tử Hư Không hộ, đồng tử Hư Không Hống, đồng tử Bảo Tạng, đồng tử Bảo Cát Tường, Diệu Tạng. Do những người như vậy làm thượng thủ, họ đều an trụ ở Bồ Đề Vô Thượng, ở trong đại thừa tâm tánh hoan hỷ, họ đều vào lúc quá trưa đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Đức Phật,
đi nhựa bên phải 3 vòng với về ngồi mặt bên. Là có 4 vạn 2 ngàn thiên tử và là thiên tử hỷ kiến, thiên tử hỷ duyệt, thiên tử nhật quan, thiên tử nguyệt kế, thiên tử minh tuệ, thiên tử hư không tịnh tuệ, thiên tử tuyệt phiền não, thiên tử cát tường. Và những thiên tử như vậy làm thuận thủ, họ đều phát nguyện lớn hội trì đại thừa, tiếp nối làm cho chánh pháp hưng thịnh chẳng bị đoạn tùy. Họ đều vào lúc quá trưa đi đến chỗ Đức Phật, đặt lại dưới chân Đức Phật, đi diễu về bên phải ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Là có 2 vạn 8 ngàn long vương như long vương liên hoa, long vương a la diệp, long vương đại lật, long vương đại hống, long vương tiểu ba, long vương trì sử thủy, long vương kim diệt, long vương như ý. Và những long vương như vậy làm thượng thủ đối pháp đại thừa, họ thường ưa thọ trì, phát tâm thâm tín, xin dương ủng hộ đề vào lúc quá trưa, đi đến chỗ Đức Phật, đành lại dưới chân Đức Phật, đi nhiễm về bên phải 3 vòng rồi lui về ngồi một phía. Là có 3 vạn 6 ngàn các dược xoa do vua trời Từ Xà Môn làm thượng thủ, là dược xoa am bà, dược xoa trì am bà, dược xoa liên hoa quan tạng, dược xoa liên hoa diện, dược xoa diệu mi, dược xoa hiện đại bố, dược xoa đồng địa, dược xoa thôn thực. Những dược xoa như vậy đều ưa thích chánh pháp của Như Lai, tâm tính hộ trì chẳng biết mỏi mệt, để vào cuộc lúc quá trưa, đi đến chỗ Đức Phật, đành lại dưới chân Đức Phật, đi nhập quanh về bên phải 3 vòng rồi lui về ngồi một phía. Là có 4 vạn 9 ngàn yết lộ trà vương mà vua hương tượng thế lực làm thượng thủ, và còn cả thất bà Atola, Khẩn La La, Ma Hô Lạc Già, tất cả thần tiên của núi rừng sông biển, cùng các vị vua các nước lớn, các hậu phi trong cung, nam nữ tịnh tính, đời chúng thờ người, tất cả đều đến hội họp, đều nguyện ủng hộ đại thừa vô thượng, độc tụng thọ trì ký chép lưu bố. Tất cả đều vào lúc quá trưa để đến chỗ Đức Phật, trình lại dưới chân Đức Phật, đi nhiều quanh bên phải 3 vòng rồi lướt về ngồi một phía. Như vậy đại chúng thanh văn bồ tát rồi người tán bộ đồng tầng đã vân tập rồi, và mỗi đều hết lòng chắp tay cung kính chiêm ngưỡng tôn dung, mất chưa từng rời bỏ, nguyện ưa muốn nghe diệu pháp thù thắng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn và lúc sớm trưa ngày hôm đó ra khỏi định, quan sát đại chúng và nói lời tụng rằng: diệu pháp kim quang minh, chủ đứng đầu các kinh, thầm thâm khó được nghe, cảnh giới của chư Phật, ta sẽ vì mọi người tuyên nói kinh điển này cùng 4 phương 4 Phật uy thần chung hộ trì. Phương Đông Phật A Xuất, phương Nam Phật Bảo Tướng, vô lượng thọ phương Tây, phương Bắc Thiên Cổ Âm. Ta lại diễn diệu pháp bậc nhất trong các sám, hay diệt tất cả tội các nghiệp ác không còn, và tiêu mọi khổ hoạn, từ ban vui không lường, căn bản nhất thiết trí các công đức trang nghiêm. Chúng sinh thân chẳng đủ, tuổi thọ tổn giảm dần, các tướng ác hiện ra, thiên thần đều lìa bỏ. Bạn bè đều hờn giận, quyến thuộc đều chia lìa, đó đây cùng ngang trái, của quý đều tản mất, sao xấu điềm quá lạ, bị độc hại trúng tà, hoặc là nhiều lo buồn, bị khổ sở bất ngạc, ngủ thường tay ác mộng, nhân đây sinh não phiền, người đó phải tắm gội, mặc áo sạch tinh thơm, đối kinh phi diệu này, thầm thâm được Phật khen, lòng chuyên chú không loạn, độc tụng nghe giữ gìn, do uy lực kinh này được xa lìa tai nạn và mọi khổ nạn khác, tất cả đều được diệt. Bốn vua trời hội thế và quyến thuộc đại thần, cho số các già xoa đều một lòng ủng hộ. Thiên nữ đại biện tài, thủy thần sông Ni Liên, thần mẹ Ha Lợi Đẻ, chốn địa thần Kiên Lao, vua trời Phạm Đế Tích, Khẩn Na La Long Vương và vua chim cánh vàng, chốn trời Atola, những thiên thần như vậy cũng đem theo bà con đến hộ người đó. Ngày đêm chẳng rời bỏ, ta sẽ nói kinh này, Phật hành sớ thẩm thâm, lời mật giáo chư Phật, ngày muốn kiếp khó gặp, người nào nghe kinh này, vì người khác tuyên dương, hoặc lòng sinh tùy hỷ, hoặc thiết lệ cúng dường, với những người như vậy, sẽ ở vô số kiếp, thường được sự cung kính của trường hội thần rồng, phước đức nhiều vô lượng, số hơn các sông Hằng. Và đọc tụng kinh này đều được những công đức, mười phương đều tôn trọng, các Bồ Tát tâm tâm hành, ủng hộ người trì kinh, khiến lìa các khổ nạn. Mày cúng dường kinh này như trước tắm gội thân, ăn uống và xoa hương. Ý luôn khởi từ bi để muốn nghe kinh này, làm cho cấu thanh tịnh, thường sinh niệm hoan hỷ, tăng trưởng các công đức, nó đem lòng tôn trọng người lắng nghe kinh này, để sinh vào cõi người, xa lìa các khổ nạn, các lành được thuần thục, được cho Phật ngợi khen.
mới được nghe kinh này và đạt pháp sám hối. Phẩm 2. Tuổi thọ của Như Lai. Bây giờ đại thành Vương Xá có một đại Bồ Tát tên là Diệu Tràng, đời quá khứ chỗ vô lượng ức vô số trăm ngàn đức Phật phụng sự cúng dường gia trồng các căn lành. Lúc đó Bồ Tát Diệu Tràng một mình ở chỗ yên tĩnh suy nghĩ, nên nhân duyên gì mà tuổi thọ của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni ngắn ngủi chỉ có 80 năm. Rồi lại suy nghĩ rằng, như lời Đức Phật nói, có hai nhân duyên được tuổi thọ lâu dài. Những gì là hai? Một, chẳng hại sinh mạng. Hai, bố thí cho người khác đồ ăn thức uống. Nhưng Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni từng ở vô lượng trong ngàn và ức vô số đại kiếp, chẳng hại sinh mạng, tu hành 10 nghiệp thiện, dùng đeo đồ ăn thức uống ban cho tất cả chúng sinh đói khát, thậm chí cả mốt thịt xương tủy của thân mình cũng đem thí cho, khiến chúng sinh được no đủ, cũng là thức ăn, thức uống. Khi Bồ Tát ấy ở chỗ Đức Thế Tôn khởi ý niệm này, do ý lực của Đức Phật lên ngôi nhà ấy bỗng nhiên rộng rãi, trang nghiêm thanh tịnh với lưu ly xanh, đủ thứ các loại báu trang hoàng, trang hòa, màu sắc. Với quả Phật thanh tịnh, có hương thơm vi diệu hơn cả hương thơm cõi trời, lan tỏa khắp nơi. Ở bốn mặt nhà ấy đều có tòa sư tử thượng diệu cho bốn thứ báu tạo thành. Trên tòa ấy trải vải báu của trời. Ở những tòa này lại có hoa sen phi diệu được trang trí bằng đủ thứ trân bảo, và đều có những Đức Như Lai tự nhiên hiển hiện. Ở trên hoa sen có bốn Đức Như Lai: Đức Bất Động ở phương Đông, Đức Bảo Tướng ở phương Nam, Đức Vô Lượng Thọ ở phương Tây, Đức Thiên Cổ Âm ở phương Bắc. Bốn Đức Như Lai đó đều đang ngồi kiết già, phóng ra ánh sáng lớn soi khắp thành Vương Xá và tam thiên đại thiên thế giới này, cho đến những cõi nước chư Phật nhiều như các sông Hằng trong mười phương, vô số các loại hoa trời tấu lên nhạc trời. Bây giờ các chúng sinh trong Nam Thiện Bộ Châu này và trong tam thiên đại thiên thế giới, những uy lực của Đức Phật được niềm vô thù thắng thượng diệu, không có sự thiếu thốn mà người mà thân chẳng đủ. Những ân đó được đầy đủ, người mù có thể thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người ngu được trí. Nếu người tâm loạn thì được tâm như cũ, nếu người không y phục thì được y phục, người bị giặc ác thì được sự kính trọng của người, người có cáo bẩn thì được thì thân được thanh khiết. Ở thế gian này, những việc lợi ích, những điều chưa từng có đều hiển hiện. Bây giờ Bồ Tát Diệu Tràng theo bốn Đức Như Lai và những vị khi hữu thì vui mừng hớn hở chắp tay một lòng chiêm ngưỡng tướng cường thắng của các đức Phật, rồi lại suy nghĩ về công đức không lường của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có thọ mạng của Phật là Bồ Tát vẫn còn sinh lòng nghi hoặc, sao Đức Như Lai công đức vô lượng mà thọ mạng lại ngắn ngủi chỉ có 80 năm. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Diệu Tràng: Này Thiện Nam, ông nay chẳng nên suy nghĩ về tuổi thọ dài hay ngắn của Đức Như Lai. Vì sao này Thiện Nam? Chúng ta chẳng thấy chư thiên thế gian Phạm Ma Sa Môn và Nam Môn, người chẳng phải người mà có thể tính toán biết được giới hạn thời lượng sống lâu của Đức Phật, dĩ trừ đấng vô thượng chánh biết tri. Khi ấy bốn Đức Như Lai muốn nói về thọ lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do uy lực của Phật trời dục giới, trời sắc giới, những rồng quỷ thần Cả Tất Bà A Tô La Yết Lộ Trà Khẩn Na La Ma Hô Lạc Già và vô lượng trong ngày ức Na Do Ta Đại Bồ Tát đều đến hội họp vào trong nhà thanh tịnh vi diệu của Bồ Tát Diệu Tràng. Bây giờ bốn Đức Phật ở giữa đại chúng muốn hiện bày thọ mạng vô lượng của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni mà nói kể rằng: Nước trong các biển lớn, số giọt có thể lượng, không thể tính biết được thọ lượng của Thế Tôn. Về những núi da cao diệu, thành hạt cải đếm được, không ai có thể tính thọ lượng Đức Thế Tôn. Tất cả đất đại địa có thể biết số bụi, không ai có thể tính thọ lượng Đức Thế Tôn. Giả sử lượng hư không có thể tận biên giới, không thể đo biết được thọ lượng Đức Thế Tôn. Nếu người ở ức kiếp, tận lực tính tấn luôn, cũng vẫn không thể biết thọ lượng Đức Thế Tôn. Chẳng hại mạng chúng sinh và thí cho uống ăn, do hai thứ nhân ấy được tuổi thọ lâu dài. Vì vậy nên tuổi thọ bậc đại giác khó lường, giác kiếp không bờ cõi, tuổi thọ cũng như trên. Nay Diệu Tràng phải biết, khởi nghi hoặc chẳng nên, tuổi thọ bậc tối thắng không thể biết số lượng. Bây giờ Bồ Tát Diệu Tràng nghe bốn Như Lai nói về thọ lượng vô hạn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạch Thế Tôn, làm sao Đức Như Lai thể hiện thọ lượng ngắn ngủi như vậy? Bốn Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Tràng: Này Thiện Nam, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trời năm trượt, khi xuất hiện loài người thọ 100 tuổi,
bản tánh thấp hèn, cẳng lành, mỏng manh, lại không có lòng tin hiểu. Nhà chúng sinh này có nhiều ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh, thọ giả, dưỡng dục, tà kiến, ngã, ngã sở kiến, đoạn kiến, thường kiến. Vì muốn lợi ích cho các chúng sinh này và chúng ngoại đạo, những loại như vậy khiến họ phát sinh sự biết chân chánh, mong được thành tựu vô thượng bồ đề. Và đến Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni thiện thủ thọ ngắn ngủi như vậy. Này thiện nam, những Đức Như Lai muốn khiến cho chúng sinh thấy Như Lai nhập Niết Bàn, rồi sẽ sinh tư tưởng khó gặp, tư tưởng ưu khổ. Đối với các kinh giáo mà Đức Thế Tôn đã giảng nói, họ sẽ mau chóng thọ trì đọc tụng thống lợi, vì người giảng nói chẳng ra sinh ra hủy bán. Vậy nên Đức Như Lai thiện có tuổi thọ ngắn ngủi. Vì sao? Vì những chúng sinh đó, nếu thấy Như Lai chẳng vào Niết Bàn, thì chẳng sinh tư tưởng cung kính khó gặp, và đối với kinh điển thậm thâm của Như Lai nói, cũng chẳng thọ trì đọc tụng thống lợi vì người và vì người giảng nói. Vì sao? Do thường thấy Phật nên chẳng tôn trọng. Này thì nam với nhau có người thấy cha mẹ mình có nhiều tài sản trân bảo tràn đầy, họ liền đối với của cải chẳng sinh tư tưởng hiếm có khó gặp. Vì sao? Mà đối với tài bạc của cha sẽ là ý tưởng cho là bình thường. Này thì nam, những chúng sinh kia cũng vậy, nếu thấy Đức Như Lai chẳng vào Niết Bàn thì chẳng sinh tư tưởng hy hữu khó gặp. Vì sao? Vì do thường kiến. Này thì nam, bây giờ có người cha mẹ nghèo cùng của cải thiếu thốn, nhưng có người nghèo hoặc kia hoặc đi đến nhà của vua hoặc nhà của đại thần, thấy kho lẫm những nơi ấy đều đầy tràn những thứ trân bảo, thì liền sinh lòng hy hữu tưởng tư tưởng khó gặp. Người nghèo đó vì muốn cầu của cải nên bằng việc phân cách sách tấn siêng năng không lười biếng. Vì sao? Phải để bỏ bần cùng nhà ăn vui dậy. Này thì nam, những chúng sinh kia cũng vậy, nếu thấy Đức Như Lai vào Niết Bàn thì sinh tư tưởng khó gặp, cho đến tư tưởng ưu khổ mà khởi lên ý niệm ở vô lượng kiếp chư Phật Như Lai xuất hiện ở đời, như khi hoa ưu đàm Bát La một lần xuất hiện, thì những chúng sinh kia mới phát tâm hy hữu tư tưởng khó gặp. Nên nếu gặp Như Lai thì lộc mới sinh kính tính, nghe nói chánh pháp mới sinh tư tưởng cho là thật ngữ, tất cả các kinh điển đều thọ trì chẳng hề hủy bán. Này thì nam, do nhân duyên này đến Đức Phật Thế Tôn chẳng bao lâu, chẳng ở lâu ở đời mà phải mau chóng vào Niết Bàn. Này thì nam, các Đức Như Lai dùng những phương tiện khéo léo như vậy để thành tựu chúng sinh. Bây giờ bốn Đức Phật nói những lời này xong thì bỗng nhiên biến mất. Bây giờ Đại Bồ Tát Diệu Tràng cùng với lượng 5.000 Bồ Tát và vô lượng ức số ức vô số 100.000 chúng sinh đều cùng nhau đi đến chỗ Đức Như Lai chỉ biết đi Thích Ca Mâu Ni trên núi Thứ Phong, làm lễ dưới chân Đức Phật rồi đứng về một phía. Bồ Tát Diệu Tràng đến những việc trên và trình độ với Đức Thế Tôn. Cùng lúc đó bốn Đức Như Lai cũng đi đến núi Thứ Phong, tới chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đều tùy theo phương của mình và ngồi vào tòa. Rồi báo Bồ Tát thị giả rằng: Này thì nam, hôm nay có thể đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì ta mà hỏi thăm Thế Tôn, hết bệnh, ít khổ, đi ở nhẹ nhàng, các hành ăn vui chăng? Rồi Phật lại nói rằng: Hay thầy Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, hôm nay có thể diễn nói kinh Kim Quang Minh, pháp cốt yếu, thậm thâm, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, trừ bỏ đói kém, khiến cho họ được an lạc, ta sẽ tùy hỷ. Khi thị giả của các Đức Phật đều đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đại lễ dưới chân rồi lui về đứng một bên của đầu, bạch Đức Phật rằng: Đấng thiên nhân sơ bảo con hỏi thăm đấng vô lượng, có ít bệnh, ít khổ, đi họ nhẹ nhàng, các hành ăn vui không? Các vị Phật ấy lại nói rằng: Hay thầy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai hôm nay có thể diễn nói kinh Kim Quang Minh là pháp cốt yếu tầm thâm, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, để bỏ sự đói kém, khiến cho tất cả đều được an vui. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác và các Bồ Tát từ thị giả đó rằng: Hay thầy, bốn Đức Như Lai kia đã có thể vì sự ích lợi an lạc của các chúng sinh mà khuyến thỉnh ta tuyên dương chánh pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Ta ở núi Thiếu Phong tuyên nói kinh bóng này về thành tựu chúng sinh thì hiện vào Niết Bàn, phàm phu khởi tà kiến, lời ta nói chẳng tin, vì thành tựu cho họ ta thể hiện Niết Bàn.
Trong đại hội có một vị bà la môn, họ kêu rằng giới tên là Pháp Sư Thọ Ký, cùng với vô lượng trăm ngàn các bà la môn cúng dường Đức Phật. Rồi ngay Đức Thế Tôn và bác Niết Bàn thì nước mắt ràn rụa làm lễ dưới chân Đức Phật mà bạch rằng: Bà Thế Tôn, nếu quả thật Đức Như Lai đối với các chúng sinh có lòng đại từ bi thương xót, điểm là lợi ích khiến cho họ được an lạc giống như cha mẹ không ai bằng, thì có thể cho thế gian làm chỗ quy y như trăng tròn thanh tịnh, dù đại trí tuệ có thể vì họ soi sáng như mặt trời mới mọc, quan sát khắp chúng sinh, yêu thương không thiên lệch, đồng chân la hầu la. Nguyện xin Đức Thế Tôn cho con mọi một ước nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn lặng im, những ý là của Đức Phật nên ở trong chúng này có một đồng tử ly xa tên là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến đối với Bà La Môn Kiều Trần Như: Thưa Đại Bà La Môn, Ngài đang theo Đức Phật muốn xin nguyện vọng gì, tôi có khả năng cho Ngài. Vì Bà La Môn nói rằng: Thưa đồng tử, tôi muốn cúng dường Thế Tôn. Do thường nên tôi theo Đức Như Lai cầu tịnh xá lợi dù chỉ một phần như hạt cải. Vì sao? Vì tôi từng nghe nói rằng nếu thiền nam thiền nữ nào được xá lợi của Phật một phần chỉ bằng hạt cải mà không kính cúng dường thì người đó sẽ được sinh lên cõi trời Tathagata Tam làm đệ thất. Đối với đồng tử nói với vị Bà La Môn rằng: Nếu muốn nguyện sinh lên trời Tathagata Tam nhận phước báo thù thắng thì cần phải chỉ tâm lắng nghe kinh Kim Quang Minh Tối Thắng, là kinh thù thắng trong các kinh khó hiểu, khó thể nhập thành văn độc giác, chẳng thể biết. Kinh này có thể sinh khởi vô lượng vô biên quả báo phước đức, cho đến thành Bồ Đề Vô Thượng. Tôi nói vì Ngài được nói việc ấy. Vì Bà La Môn nói rằng: Hay thay thưa đồng tử, kinh Kim Quang Minh này sâu xa bậc nhất, khó hiểu, khó thể nhập, thành văn độc giác còn chẳng thể biết. Hỡi vì chúng tôi là người biến địa hèn kém, trí tuệ cạn cợt mà có thể hiểu được sao? Vậy nên tôi nay cầu xá lợi của Đức Phật một phần nhỏ chỉ như hạt cải để đem về bản xứ, đặt vào trong hộp báu cung kính cúng dường, để sau khi mạng chung được làm đế thích luôn hưởng thụ an lạc. Sao ông chẳng thể vì tôi theo đức minh hành túc cầu xin một nguyện vọng ấy? Bà La Môn nói lời đó rồi, bây giờ đồng tử liền bị Bà La Môn nói kệ: Nước sông Hằng chảy nhanh, có thể sinh sang trắng, chim vàng thành màu trắng, quả đen biến thành đỏ, giả sử cây thiềm bột sinh được quả đa la, trong cành khiết tỏa la, lá am la xuất hiện, nhân vật hy hữu kia và có thể chuyển biến, xá lợi Đức Thích Ca rốt ráo chẳng thể được. Giả sử dùng lông rùa dệt thành y phục đẹp, lạnh có thể mặc vào mới cầu xá lợi Phật. Giả sử chân mũi da có thể dựng lầu đài, vẫn bền chẳng dao động mới cầu xá lợi Phật. Giả sử con đĩa nước trong miệng sinh răng trắng như kim dài to bén mới cầu xá lợi Phật. Giả sử sừng thỏ đen dùng làm thành thềm bậc để đi lên thiên cung mới cầu xá lợi Phật. Chuột nhờ bậc này lên diệt trừ Atula, ngang vầng trăng trong không mới cầu xá lợi Phật. Nếu rồi uống rượu say đi khắp trong thôn ấp, làm nhà cửa khắp nơi mới cầu xá lợi Phật. Nó khiến màu môi lừa đỏ như trái tần bà, rồi khéo léo múa ca mới cầu xá lợi Phật, hòa cùng chim cú mèo cùng sống chung một chỗ, đến đây hòa thuận nhau mới cầu xá lợi Phật. Giả sử lá ba la có thể làm chuột che, ngăn chịch được trận mưa lớn mới cầu xá lợi Phật. Giả sử thuyền bè to cho đầy cá châu báu, đi được trên đất liền mới cầu xá lợi Phật. Giả sử loài chim ri dùng mỏ ngậm núi hương, đi đến khắp mọi nơi mới cầu xá lợi Phật. Lúc bấy giờ Bà La Môn Pháp Sư Thọ Ký nghe bài tụng này rồi cũng dùng cái đáp là đồng tử nhất thiết chúng sinh hỷ kiến rằng: Hay thay đại đồng tử, an lành giữa đại chúng, tâm phương tiện thiện xảo, được Thọ Ký vô lượng, Như Lai uy đức lớn, có thể cứu thế gian. Đồng tử hãy lắng nghe, tôi sẽ lần lượt nói, cảnh giới Phật khó bàn, thế gian không sánh bằng, tánh pháp thân thường trụ, tu hành không xa khác, thế giới Phật đều đồng. Lời nói pháp cũng vậy, vô vi của Thế Tôn cũng vốn là không sinh. Thể Thế Tôn kim cang, quyền biến hiện hóa thân, nên xá lợi Thế Tôn không giống như hạt cải. Phật chẳng thân máu thịt, làm sao có xá lợi, phương tiện xương thân lưu, vì lợi ích chúng sinh. Pháp thân là chánh giác, Như Lai tức
pháp giới. Đây là chân thân Phật cùng nói pháp như vậy. Bây giờ ba vàng hai ngàn tiên tử trong hội nghe nói về tuổi thọ lâu dài của Đức Như Lai đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vui mừng hớn hở cho điều chưa từng có. Họ đồng thanh nói kệ: Phật chẳng bác niết bàn, chánh pháp cũng chẳng diệt, vì lợi ích chúng sinh nên thị hiện diệt tận. Thế Tôn chẳng nghĩ bàn, nhiều không thể thay đổi, vì lỡ chúng sinh hiện đủ loại trang nghiêm. Bây giờ Bồ Tát dự tràng ở trước Đức Phật và bốn đức kia Như Lai cùng với hai đại sĩ. Các thiên tử được nghe nói về tòa lượng của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni rồi đứng dậy chắp tay cung kính: Bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, nếu thật như vậy các Đức Phật Như Lai chẳng vào bát niết bàn, không có xá lợi, thì sao trong kinh nói có niết bàn và xá lợi của Phật khiến cho trời người cung kính cúng dường? Vì các Đức Phật đều quá khứ, hiện nay có xương thân lực bố ở thế gian cho trời người cúng dường được phước vô biên. Nay lại nói không, vì thế con rất lấy làm nghi hoặc, nguyện xin Đức Thế Tôn từ bi giảng giải cho chúng con. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Diệu Tràng và đại chúng: Các ông phải biết rằng gọi bát niết bàn có xá lợi chính là mật ý. Ta nói về ý nghĩa như vậy, các ông phải một lòng lắng nghe. Này thì Nam, Đại Bồ Tát nên biết có 10 pháp có thể hiểu nghĩa lý chân thật của Như Lai ứng chánh đẳng giác và việc có đại bát niết bàn hoàn hảo. Những gì là 10? 1. Các Đức Phật Như Lai đoạn trừ hoàn toàn các phiền não chướng và sở trí chướng nên gọi là niết bàn. 2. Các Đức Phật Như Lai có khả năng hiểu rõ vô tánh của hữu tình và vô tánh của pháp nên gọi là niết bàn. 3. Có thể thay đổi sự nương tựa vào thân và sự nương tựa vào pháp nên gọi là niết bàn. 4. Đối với các loài hữu tình, mặc tình xoay vần ngôn nghĩ, nhân duyên biến hóa nên gọi là niết bàn. 5. Chứng được tướng chân thật không sai biệt, pháp thân bình đẳng nên gọi là niết bàn. 6. Biết rõ bản tánh của sinh tử và niết bàn vốn không hai nên gọi là niết bàn. 7. Liễu ngộ căn bản của tất cả các pháp, chứng được thanh tịnh nên gọi là niết bàn. 8. Tu hành trọn vẹn đối với tất cả pháp không sinh không diệt nên gọi là niết bàn. 9. Chân như pháp giới thực tế bình đẳng đạt được chánh trí nên gọi là niết bàn. 10. Đạt được tâm không phân biệt đối với tính các pháp và tính niết bàn nên gọi là niết bàn. Đó gọi là 10 pháp nói có niết bàn. Là nữa này thì Nam, Đại Bồ Tát nên biết lại có 10 pháp có thể giải nghĩa lý chân thật của Như Lai ứng chánh đẳng giác và việc Ngài nói có đại bát niết bàn hoàn hảo. Những gì là 10? 1. Tất cả phiền não đều do dục lạc làm gốc, từ dục lạc sinh ra. Các Đức Phật Thế Tôn đoạn dứt dục lạc nên gọi là niết bàn. 2. Do các Đức Như Lai đoạn trừ các dục lạc, chẳng chấp một pháp nào và không nắm giữ nên không đi, không lại, không có đối tượng chấp thủ nên gọi là niết bàn. 3. Do không đi lại và không chấp thủ, đó là pháp thân chẳng sinh chẳng diệt, do không sinh diệt nên gọi là niết bàn. 4. Sự không sinh diệt này chẳng phải là đối tượng tuyên nói của ngôn ngữ, không ngữ ngôn ngữ đoạn dứt nên gọi là niết bàn. 5. Không có nhân ngã và có pháp sinh diệt được chuyển y nên gọi là niết bàn. 6. Phiền não thêm mê hoặc đều chỉ là khách trần, pháp tánh mới chính là chủ, không đến không đi, Phật đã biết như vậy nên gọi là niết bàn. 7. Chân như chính là chân, còn lại đều hư vọng cả. Thế tánh chân thật tức là chân như, tánh của chân như tức là Như Lai, đó gọi là niết bàn. 8. Tánh của thực tế không có hí luận, chỉ có Như Lai chứng được pháp thực tế đoạn trừ hàng hí luận nên gọi là niết bàn. 9. Vô sinh là chân thật, sinh là hư vọng. Người ngu xê đoa lan trong sinh tử, thể của Như Lai chân thật, không hư vọng gọi là niết bàn. 10. Pháp chân thật là pháp do duyên sinh. Pháp chân thật chẳng do duyên khởi. Thân của pháp thân Như Lai là chân thật gọi là niết bàn.
Này thì Nam đó gọi là mười pháp, nó có niết bàn. Lại nữa, này thì Nam, Đức Bồ Tát nên biết là có mười pháp có thể giải nghĩa lý chân thật của Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Và việc Ngài nói có đại bát niết bàn hoàn hảo, những gì là mười, một, Như Lai biết rõ về bố thí và quả báo của bố thí không ngã và ngã sở. Bố thí và quả báo của bố thí này chẳng thể phân biệt, trừ diệt hoàn toàn nên gọi là niết bàn. Hai, Như Lai biết rõ về trì giới và quả báo của trì giới, vô ngã và ngã sở. Địa giới và quả báo của địa giới này chẳng thể phân biệt, diệt được hoàn toàn nó gọi là niết bàn. Ba, Như Lai biết rõ về nhẫn nhục và quả báo của nhẫn nhục, vô ngã và ngã sở. Nhẫn nhục và quả báo của nhẫn nhục này chẳng thể phân biệt, diệt được hoàn toàn nó gọi là niết bàn. Bốn, Như Lai biết rõ về tinh tấn và quả báo của tinh tấn, vô ngã và ngã sở. Tinh tấn và quả báo của tinh tấn chẳng thể phân biệt, diệt trừ hoàn toàn nó gọi là niết bàn. Năm, Như Lai biết rõ về định và quả báo của định, vô ngã và ngã sở. Định và quả định này chẳng thể phân biệt, diệt trừ hoàn toàn nên gọi là niết bàn. Sáu, Như Lai biết rõ về tuệ và quả báo của tuệ, vô ngã và ngã sở. Tuệ và quả báo của tuệ này chẳng thể phân biệt, diệt trừ hoàn toàn nên gọi là niết bàn. Bảy, cái đức Phật Như Lai có thể là biết tất cả loài hữu tình và chẳng phải hữu tình. Tất cả các pháp đều vô tánh, chẳng thể phân biệt, diệt trừ diệt hoàn toàn nên gọi là niết bàn. 8. Nếu tự yêu thương chấp chặt bản mình thì liền khởi tâm tìm cầu, để tìm cầu nên chịu mọi khổ não. Cái Đức Phật Như Lai diệt trừ sự tự chấp chặt bản mình nên đoạn trừ hẳn, không còn tìm cầu nên gọi là niết bàn. 9. Pháp hữu vi đều có số lượng, pháp vô vi thì không còn số lượng. Phật liền khỏi pháp hữu vi, chứ pháp vô vi không số lượng nên gọi là niết bàn. 10. Như Lai rõ biết thể tánh của hữu tình và pháp đều là không, lìa không chẳng phải có, tánh không tức là pháp chân thật nên gọi là niết bàn. Này thì Nam đó gọi là mười pháp, nó có niết bàn. Là nữa, này thì Nam đâu phải chỉ có Như Lai mới chẳng bé niết bàn, đó là hư hữu. Là có mười pháp hư hữu chính là hạnh Như Lai, những gì là mười. Một, sinh tử tội lỗi niết bàn tịch tịnh. Đối với sinh tử và cả niết bàn chẳng được bình đẳng, chẳng ở trong lưu chuyển, chẳng trụ ở niết bàn. Đối với các hữu tình chẳng sinh chán bỏ, đó là hạnh của Như Lai. Hai, Phật đối với chúng sinh chẳng nghĩ rằng những kẻ ngu này có kiến chấp điên đảo, bị sự ràng buộc ép ngặt của các phiền não, ta nay khai ngộ khiến cho họ giải thoát. Nhưng do lực thiện căn từ bi tuổi xưa và ở trong loài hữu tình kia theo căn tánh của chúng, ý ưa thắng giải, chẳng khởi phân biệt, vẫn chuyển phần tới độ thể hiện giáo hóa, lớn trong vui mừng đến tận đời vị lai, không có cùng tận, đó là hạnh của Như Lai. Ba, Phật không có ý niệm này, ta nay diễn nói 12 phần giáo lợi ích cho hữu tình, do nhưng do lực thiện căn từ bi và những hữu tình đó vẫn giảng nói rộng rãi cho đến tận đời vị lai, không có cùng tận, đó là hạnh của Như Lai. Bốn, Phật không có ý niệm này, ta nay đi đến thành ấp xóm làng kia, đến cung vua, nhà của đại thần Bà La Môn, Sắc Lợi, Tỳ Xá, Mậu Đạt La, vân vân, đến nhà chỗ ấy để khất thực. Nhưng do lực tập quán của các hạnh của thân miệng ý tuổi xưa nên vẫn đến nơi đó vì sự lợi ích mà đi khất thực, đó là hạnh của Như Lai. Năm, thân của Như Lai không có đói khát, cũng không tuôn yếu đuối mệt mỏi hay tiện lợi thì có khất thực, có nhận thức ăn mà không hề có sự ăn uống, cũng không phân biệt, nhưng vì sự lợi ích của hữu tình mà thể hiện có tướng ăn, đó là hạnh của Như Lai. 6. Phật không có ý niệm này, những chúng sinh này có thượng trung hạ tùy theo căn cơ tính khí của họ mà vì họ nói pháp, nhưng Phật Thế Tôn vẫn không có tâm phân biệt, tùy theo khả năng tiếp nhận của họ mà khéo léo ứng hợp theo cơ duyên vì họ nói pháp, đó là hạnh của Như Lai. 7. Phật không có ý niệm này, loài hữu tình này chẳng cung kính ta, thường đối với ta phát ra lời trách mắng, ta chẳng thể cùng với họ cùng nói chuyện. Loài hữu tình kia cung kính ta, thường đối với ta cùng nhau khen ngợi, ta sẽ cùng với họ nói chuyện. Nhưng Như Lai vẫn khởi lòng từ bi, bình đẳng không phân biệt, đó là hạnh của Như Lai. 8. Đức Phật Như Lai không có tâm yêu ghét, kiêu mạn, tham tiếc và các phiền não. Nhưng Như Lai thường ưa tịch tịnh, khen ngợi sự ít muốn, ít ham muốn.
lìa xa chỗ huyên náo, đó là hạnh của Như Lai. Chính Như Lai không có pháp nào mà chẳng biết và chẳng hoàn tại thông đạt. Đối với cảnh trí hiện tiền của tất cả các cõi, Ngài không hề phân biệt. Nhưng Như Lai thấy sự tạo tác sự nghiệp của những hữu tình, tùy theo tâm ý của họ, vận chuyển phương tiện, dẫn dụ khiến cho họ được giải thoát. Đó là hạnh của Như Lai. 10. Như Lai nếu thấy một số hữu tình được giàu thịnh, chẳng hoan hỷ, thấy họ suy tổn, cũng chẳng lo buồn. Nhưng nếu Như Lai thấy những hữu tình kia tu tập chánh hạnh thì dùng tâm đại từ vô ngại tự nhiên cứu giúp. Nếu thấy hữu tình tu tập tà hạnh thì cũng dùng tâm đại bi vô ngại tự nhiên cứu giúp. Đó là hạnh của Như Lai. Này thì nếu như vậy phải biết rằng Như Lai ứng chánh đẳng giác nói có vô biên chánh hạnh, như vậy các ông nên biết đó gọi là tướng niết bàn chân thật, hoặc khi thấy có niết bàn, bát niết bàn thì đó là phương tiện quyền biến và sự lưu lại xá lợi để các hữu tình cùng kênh cúng dường đều là lực thiện căn từ bi của Như Lai. Nếu người cúng dường thì ở đời vị lai lìa xa tám nạn, được gặp các đức Phật, gặp thiện tri thức, chẳng mất thiện tâm, phước báo vô biên, mau chóng sẽ được giải thoát, chẳng bị sự trói buộc của sinh tử. Những điều hành như vậy các ông phải siêng năng tu hành cho nên buông lung. Lúc mấy giờ Bồ Tát Diệu Trang nghe Đức Phật Đích Thân nói chạm mấy niết bàn và hành thầm tâm mà cho tay cung kính bạch rằng: con nay mới biết Như Lai đại sư chẳng vào bấy niết bàn và lưu lại xá lợi để làm lợi ích cho khắp chúng sinh, thân tâm con rất đỗi vui sướng, thật là chưa từng có. Khi nói phẩm tà lượng của Như Lai này thì vô lượng vô số vô biên chúng sinh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng cho đẳng chánh giác. 4. Đức Như Lai bỗng nhiên biến mất. Bồ Tát Diệu Trang làm lễ dưới chân Đức Phật rồi đứng dậy trở về chỗ ở của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kỳ Quang Minh Tối Tháng Vương quyển 1. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, cho nên bốn ân nặng chỉ có khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe được Phật tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đều sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.